Tác dụng không ngờ của rau đay. Rau đay là món ăn phổ biến trong các bữa ăn mùa hè. Nó chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất rất tốt cho sức khỏe. Thực phẩm lợi sữa. Rau đay chứa nhiều nước nên có tác dụng làm tăng thể tích sữa, giúp lợi sữa. Lại có nhiều nhầy nên sữa về nhiều hơn. Trên thực tế, nếu bà mẹ sau sinh ăn rau đay liên tiếp trong 4 tuần ngay sau sinh, thì người ta thấy rõ lượng sữa ra của tuần 3, 4 nhiều hơn tuần 1, 2. Nhưng nếu không ăn rau đay, sữa tuần 3, 4 vẫn về nhưng mức độ kém hơn nhiều. Hơn thế nữa, phân tích người ta thấy hàm lượng chất béo trong sữa mẹ ở tuần 3, 4 ở bà mẹ ăn rau đay cao hơn người không ăn. Tốt cho tim mạch. Trong hạt của quả rau đay có chứa nhiều glycosid khác nhau, nhưng chủ yếu là cochlorosid và olitorisid. Trong đó, chất olitorisid có hoạt tính trợ tim cao, làm tăng sức co cơ tim và giảm nhịp tim gần giống như hoạt tính sinh học của strofantin, là một chất đã được y học dùng trong điều trị các bệnh tim. Tốt cho trẻ trong độ tuổi ăn dặm. Rau đay là thực phẩm rất giàu canxi. Trong 100 g rau đay chứa 182 mg canxi. Trẻ trong độ tuổi ăn dặm dễ phải đối mặt với nguy cơ còi xương vì thiếu canxi. Nên trẻ cần nhiều dinh dưỡng và canxi để có thể phát triển hệ xương và răng. Vì thế, ăn rau đay rất tốt cho việc bổ sung canxi cho trẻ đang ở độ tuổi ăn dặm. Chữa say nắng. Để chữa say nắng, bạn hãy lấy một nắm rau đay tươi, rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt cho bệnh nhân uống. Còn bã đắp vào hai bên thái dương, lấy băng vải buộc lại để hút hết nóng độc ra ngoài. Hoặc lấy 10 đến 20 gram hạt rau đay, sắc lên, lấy nước uống nóng, mồ hôi sẽ toát ra hết nóng độc. Giải nhiệt ngày hè. Rau đay nấu với rau mồng tơi, cua đồng ăn với cơm hàng ngày có tác dụng giải nhiệt, dễ tiêu, bổ sung canxi, thích hợp trong điều kiện thời tiết nóng bức, người mệt mỏi, chán ăn. Những tác dụng thần kỳ của hành lá. Hành lá từ lâu đã được biết tới là loại rau gia vị quen mặt trong nhà bếp của mỗi gia đình. Tuy nhiên, hành lá lại ẩn chứa nhiều công dụng và khả năng cải thiện sức khỏe thần kỳ mà không phải ai cũng biết. Tăng cường khả năng tình dục ở nam giới. Lợi ích đầu tiên của hành nên nhắc đến là khả năng kích thích tình dục. Hành lá chứa một loạt các vitamin giúp quá trình tiết hormone nam tính diễn ra bình thường, qua đó kích thích ham muốn tình dục. Vì vậy, người đàn ông không được mạnh mẽ trong chuyện phòng the nên ăn nhiều hành, ít nhất 3 bữa trên một tuần để cải thiện khả năng chăn gối của mình. Ngăn ngừa ung thư. Hành có chứa pectin có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ mắc ung thư đại tràng, cũng như chứa các nguyên tố vi lượng selen có thể làm giảm hàm lượng nitrit trong dạ dày, phòng ngừa ung thư dạ dày, có thể ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư và nhiều loại bệnh ung thư khác. Tốt cho dạ dày. Chỉ cần ăn hành từ 2 đến 3 lần trong một tuần cũng giúp bạn giảm được đáng kể nguy cơ phát triển bệnh ung thư dạ dày. Khi chế biến thịt, cho thêm ít hành sẽ giúp giảm lượng carcinogen được tạo ra trong quá trình thịt được đun nấu ở nhiệt độ cao, từ đó giúp cho dạ dày tránh được sự tác động của chất độc hại này. Giúp tăng cường thị lực. Sự vắng mắt hoặc thiếu vitamin A có thể tạo ra một số loại rối loạn tầm nhìn bao gồm cả bệnh quáng gà. Một thân cây hành xanh có chứa 24 microgram vitamin A có thể chuyển đổi thành retinol và bảo tồn sức khỏe mắt của bạn. Chống bệnh tiểu đường. Càng ăn nhiều hành, nồng độ gluco được phát hiện trong miệng và tĩnh mạch càng ít. Nhiều cuộc thử nghiệm và những bằng chứng về lâm sàng cho thấy chất amlipropyl disulfide có tác động đến hiệu ứng này và hạ thấp lượng đường trong máu bằng cách làm tăng lượng insulin tự do sẵn có trong cơ thể. Mặt khác, hành cũng rất giàu chrome,
chất giúp các tế bào tương thích với insulin. Các cuộc nghiên cứu lâm sàng ở những bệnh nhân tiểu đường cho thấy GROM có thể làm giảm lượng đường huyết, hạ thấp nồng độ insulin, từ đó giúp phòng chống bệnh tiểu đường. Chống đông máu. Chỉ cần mỗi ngày ăn nửa củ hành thôi là bạn có thể tự giảm đáng kể lượng cholesterol cho mình và giúp bản thân ngăn ngừa những cơn đau tim. Giúp ăn ngon miệng. Hành có chứa alin sulfide. Chất này sẽ kích thích tiết dịch dạ dày, giúp cải thiện cảm giác thèm ăn, ăn ngon miệng hơn. Vitamin B1 có trong hành còn giúp cơ thể giảm mệt mỏi. Giật mình với tác hại của chanh dây. Người ta đã chứng minh trong chanh dây có đầy đủ nguồn vitamin A và C, sắt, kali và các thành phần dinh dưỡng khác, cũng như các hoạt chất sinh học có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng nhiều và không đúng cách, thì chanh dây sẽ gây ra những tác hại khó lường cho sức khỏe của bạn. Dễ bị viêm ruột thừa nếu nuốt phải hạt. Nếu nuốt quá nhiều hạt chanh dây cùng lúc và thường xuyên, về lý thuyết, bạn dễ bị viêm ruột thừa hoặc viêm túi thừa ruột già. Nếu trong quá trình di chuyển theo ống tiêu hóa ra ngoài, hạt chanh dây vô tình rơi vào ruột thừa hoặc túi thừa của ruột già. Phản tác dụng khi dùng quá nhiều. Nếu sử dụng chanh leo quá nhiều và thường xuyên sẽ dẫn đến những tác dụng phụ như mệt mỏi, buồn nôn, người đờ đẫn và nôn mửa. Đôi khi, nó còn khiến bạn cảm thấy chóng mặt và loạn nhịp tim. Bởi vậy, hãy sử dụng chanh leo với một lượng vừa phải và nhớ luân phiên với các loại hoa quả khác để có thể bổ sung nhiều loại dưỡng chất cho cơ thể. Gây kháng thuốc. Chanh dây cũng có thể tương tác với các thuốc an thần và thuốc kháng histamine hoặc một số thảo dược và làm tăng mức độ buồn ngủ. Nó còn làm tăng nguy cơ chảy máu vì tương tác với thuốc chống đông. Dễ gây dị ứng. Nếu như bạn sử dụng chanh leo không điều độ, có thể bị nổi mề đay, khó thở và thậm chí là phù mạch máu. Bên cạnh đó, sử dụng quá nhiều chanh leo có thể gây tác dụng phụ như bị nôn mửa, người cảm thấy mệt mỏi, thiếu minh mẫn. Khi bạn có những triệu chứng kể trên thì cần tìm gặp bác sĩ ngay để được thăm khám và điều trị nhanh chóng, kịp thời. Khuyến cáo không nên sử dụng chanh leo với mức độ quá nhiều cho phụ nữ mang thai hoặc bà mẹ đang cho con bú. Cách nhận biết hải sản tầm ure. Theo các chuyên gia về thủy hải sản, ure là một loại phân bón hóa học dùng trong nông nghiệp. Đây là một loại chất có tác dụng kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn, giá thành rất rẻ nên không ít người kinh doanh thủy hải sản tươi sống đã dùng phân ure để bảo quản nhằm giữ cho thực phẩm tươi lâu không bị ươn thối. Hải sản là thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhưng khi chúng bị tẩm ướp ure, chất tẩy da ven, thì không còn nguyên chất nữa và có thể gây ngộ độc cho người tiêu dùng. Khi sử dụng ure để tẩm ướp, bảo quản hải sản, ure sẽ ngấm trực tiếp vào cá, tôm. Sau đó, thực phẩm này dù có được rửa kỹ nhiều lần vẫn không loại bỏ được hết các dẫn xuất độc hại của ure đã ngấm sâu vào thực phẩm. Trong cơ thể người, nếu lượng ure cao quá mức có thể gây giảm hoạt động của tuyến giáp, rối loạn máu ác tính, rối loạn thần kinh. Ngoài ra, ure có thể chứa các thành phần nguy hiểm như kim loại nặng gây ngộ độc, nhẹ là chóng mặt, đau bụng, nặng hơn sẽ nôn mửa, tiêu chảy, trường hợp cấp cứu không kịp sẽ gây tử vong. Để đánh lừa người tiêu dùng, trước khi đem bán, người ta đã ngâm nước, rửa thật kỹ những sản phẩm được bảo quản bằng ure, do đó người mua không tinh ý sẽ vẫn dính đòn. Tuy nhiên, mọi người có thể nhận biết được bằng cảm quan. Với các loại hải sản, khi có dấu hiệu hư hỏng, luôn có mùi rất đặc trưng là mùi ươn. Người tiêu dùng kiểm tra kỹ sẽ phát hiện dễ dàng dù chúng đã được xử lý để giảm bớt mùi. Ngoài ra, mô thịt thường nhão, không săn chắc tự nhiên như hải sản còn tươi sống. Với cá ướp ure, nhìn bề ngoài thấy rất tươi, mắt cá trong,
Mang cá đỏ tươi hơn bình thường, tuy nhiên độ đàn hồi thân cá không cao, khi ấn tay vào sẽ mềm. Mình cá lõng xuống, ngửi kỹ, cá có mùi khai chứ không phải mùi tanh đặc trưng. Ngoài ra, sau khi rửa vài nước, cá sẽ mềm. Lúc chiên hay kho cá sẽ dễ giã ra và không có mùi thơm tự nhiên của cá biển. Tương tự với mực, bạch tuộc, tôm, nhìn bằng mắt thì tươi nhưng sờ tay vào sẽ mềm oặt. Khi chế biến, sẽ không có độ ngọt, thơm tự nhiên mà thịt hải sản ướp ure thường mềm, nhũn có mùi hôi. Để tránh mua phải hải sản ngâm hóa chất, khi chọn hải sản, người mua nên kiểm tra kỹ, nên mua đồ còn sống, bằng không cần chọn những cửa hàng có uy tín, xuất xứ sản phẩm rõ ràng. Khi chế biến hải sản nếu thấy mùi khai, có vị khó chịu thì không nên ăn.